Kính chào quý vị và các bạn. Đối lập với xu hướng giảm mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì Bắc Bộ và Bắc miền Trung lại vẫn mưa lớn. Hiện tại mây ẩm đang bao phủ và gây mưa cho phần lớn các tỉnh thành của khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung. Trong đó thì dọc Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa, mây dông phát triển mạnh, chút mưa to đến rất to. Giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chính là hình thế thời tiết gây ra đợt mưa lần này. Và mây ẩm thì sẽ hội tụ mạnh nhất ở khu vực quanh giải này cũng như là một xoáy thấp ở trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Theo đó thì vùng có mưa lớn nhất trong đêm nay và ngày mai sẽ tập trung ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, ở phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình. Lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100 mm và có những nơi có thể là trên 170 mm. Đây cũng là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng sạt lở, lũ quét ở vùng núi thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình. Bà con sinh sống ở các sườn đồi dốc đứng hoặc là ven sông suối nhỏ cần hết sức cảnh giác với các dấu hiệu sạt lở để kịp thời chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ở những vùng trũng thấp và các khu đô thị như thủ đô Hà Nội cần phải lưu ý đến hiện tượng ngập úng do mưa dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn. Với Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày mai mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối, ít khả năng mưa to. Tuy nhiên là trong cơn dông vẫn có thể đi kèm với gió giật và sấm sét. Còn từ sáng đến chiều thì trời nắng nhiều hơn. Khu vực Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh thì trời sẽ nóng lên, nhiệt độ nhiều nơi phổ biến là từ 31 đến 33 độ. Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nên là thời tiết cũng có phần mát mẻ và dễ chịu hơn, không nơi nào vượt quá 29 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa và phía bắc của huyện đảo Trường Sa cũng có mưa dông tiềm ẩn lốc xoáy, gió những khu vực này mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.